cũng làm một cái chương trình nói về coi như là bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước, gọi tắt là bọn ba que. Chúng nó cứ xuyên tạc rằng coi như hiện nay coi như Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là bán nước cho Trung Quốc, và sắp tới coi như là Việt Nam trở thành một cái tỉnh của Trung Quốc. Nhưng mà cũng nhân đây vừa nãy tôi cũng đọc được một cái bình luận ấy, của cái thằng tên là cái thằng này là Nguyễn Nhân Lý, không biết nó là chắc hiện nay nó là cái thằng chắc chắn nó là thằng ba que. Nó nói là coi như là chóp vu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện là coi như là lộ nguyên hình, là cái kẻ mà bán đất nước cho Tổ cộng và kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình và ba sạch để mà lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, cái chương trình chính của tôi hôm nay là như thế. Nhưng mà trước khi vào chương trình chính thì tôi nói cho tất cả các bạn một cái tin là ngày mai á, ngày mai tức là ngày 14 tháng 9, tức là cũng như hàng năm là bọn mà một số bọn cha đạo và bọn một số cái bọn dân chủ quậy ở số dòng chúa cứu thế Kỳ Đồng ở 38 Kỳ Đồng, chúng nó mở một buổi tức là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tức là gồm có gọi như phát một chút quà cho cái bọn mà chúng nó gọi là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và có khám bệnh và phát thuốc. Thì là tôi nhớ là bằng giờ năm ngoái cách nó khoảng một tháng, vâng sớm hơn một tháng nữa, tức là hơn một năm rồi, thì là chúng nó cũng mở chúng nó cũng tổ chức một cái buổi mà tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì gồm có các cha đạo và có một số bọn dân chủ quậy chúng nó đến đấy để chúng nó coi như phát quà một chút quà và chúng nó khám bệnh cho những cái người mà chúng nó gọi là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi nói cho các bạn là ngay cái từ vừa nãy tôi cũng vào cái kênh của cái ngày, cách ngày hơn một năm ấy, thì là chúng tôi thì cũng gồm có một số anh em yêu nước cũng đến số 38 Kỳ Đồng để coi như mang loa kẹo kéo ấy, cái loa lớn ra để đấy mà phản đối cái chuyện mà chúng nó coi như là tổ chức cái buổi mà gọi là tri ân thương phế binh Hòa. Tôi nói cho tất cả các bạn biết, ví dụ chúng nó đến đấy chẳng hạn, những cái người ví dụ lính của Ngụy Sài Gòn ngày xưa người ta bị thương, thì là chúng nó đến đấy chúng nó chỉ có ví dụ phát thuốc hoặc là người ta giúp đỡ người ta trong lúc khó khăn thì chúng tôi không có gì phản đối. Nhưng mà chúng nó làm cái lễ gọi là tri ân, tức là tri ân những cái kẻ coi như là đã ngày xưa đã bắn giết đồng bào ta, gây biết bao nhiêu cái tội ác cho đồng bào ta ở miền Nam, mà bây giờ thì coi như là những cái thằng cha đạo đấy và một số bọn dân chủ chúng nó gọi là chúng nó coi như tổ chức một buổi lễ gọi là làm lễ cái từ tri ân thì là không được. Ví dụ chúng nó nói từ giúp đỡ, chúng nó ví dụ có quà hoặc người ta khám bệnh phát thuốc nọ kia tất cả, hoặc là kể cả chúng nó cho tiền chăng nữa thì là chúng tôi không phản đối. Nhưng mà đây chúng nó dùng từ coi như là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là chúng tôi một số anh em yêu nước ở thành phố Hồ Chí Minh có mang loa ra đấy và có để coi như là phản đối cái buổi lễ tri ân đấy ở ngay cái cổng mà chỗ số 38 Kỳ Đồng. Thì hôm đó gồm có Nguyễn Trọng Nghĩa Đồng Tháp, Trịnh Hoài Nam, Hạnh Lê, tôi là Bằng Nguyễn này, và Hiếu Nghĩa và một số anh em nữa thì ra tổ chức ở đấy phản đối cái chuyện chúng nó tổ chức cái lễ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì trong ngay trong ngày mai ấy, thì chúng nó tổ chức buổi lễ như này, nhưng ngày mai là cũng ngày làm việc mà một số anh em bận thì cũng không thể, có khả năng là không thể ra đấy được để mà gọi là phản đối cái chuyện này. Nhưng mà tôi qua những cái này ấy, thì tôi nói thực tế cái bọn mà mấy cái bọn cha đạo ở đây ở cái dòng chúa cứu thế 38 Kỳ Đồng ấy, thì các bạn cũng đều biết là một số cha đạo ở đấy nó coi như chúng rất là phản động, và chúng kết hợp với một số bọn dân chủ quậy trong nước nữa để chúng nó làm rất là nhiều những cái chuyện mà chống đối lại cái chế độ Việt Nam hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vâng, thì là ví dụ đối với những người mà tôi nói với tất cả các bạn là đối với những cái người bộ đội của ta, thương binh và bệnh binh, thì ví dụ như mình chỉ nói là về thương binh thôi,
thì như là Bác Hồ đã nói là gọi là thương binh tàn thì không phế, tức là khi các anh ví dụ cống hiến cái máu xương cho Tổ quốc, nhưng mà nói chung là bằng nhiều cái nghị lực khác nhau thì các anh vẫn có ích cho xã hội, cho gia đình và cho đất nước này, thì mình chỉ gọi các anh là thương binh và bệnh binh thôi. Chứ mà không biết là ở bên cái chế độ Ngụy Sài Gòn ấy, chúng nó gọi là thương phế binh, không biết là cái kiểu này đó là một cái câu gọi là phế thương phế binh, thì đó là một cái câu rất là sỉ nhục của những cái người mà nói chung là đã ngày xưa đã chống lại cái cuộc sống của nhân dân Việt Nam ở miền Nam cái thời gian trước năm 1975, và coi như là khi mà chúng nó bị thương. Thì tôi nói với tất cả các bạn ấy, thì tôi chỉ nói sơ qua một tí thôi, tức là cái bọn mà ở dòng xuống cứu bọn cha đạo ở và một số cái bọn mà ở dòng chúa cứu thế 38 kỳ đồng ấy, thì thực tế ra là chúng nó cũng không thương xót gì những cái người mà gọi là mà chúng nó gọi là thương phế binh, nhưng mà chúng nó chỉ coi như là chỉ lợi dụng vào những cái người này ấy, để chúng nó tuyên truyền kích động để mà gây cái lòng hận thù của những cái kẻ mà đã cầm súng ngày xưa chống lại cái đất nước Việt Nam thôi. Và mặt khác nữa là hàng năm ấy, chúng nó huy động rất nhiều tiền để làm những cái câu chuyện này, và chúng nó coi như là phát quà hoặc là khám bệnh cho những người mà gọi là thương phế binh này ấy, thì ít mà chúng nó bỏ túi nhiều. Đó là cái âm mưu của chúng nó. Ví dụ như tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ nó thương xót những cái đồng đội của chúng nó ở bên này ấy, thì ví dụ như là nghĩa trang Nhân dân Bình An hoặc là nghĩa trang Lá Trường Hạn, ở nơi đó chôn biết bao nhiêu là những cái kẻ mà trước kia cũng cầm súng mà là đồng đội của chúng nó. Mình nói là nhất là nghĩa trang gọi là nghĩa trang quân đội Biên Hòa, thì bây giờ thì mình đổi tên là nghĩa trang Nhân dân Bình An. Thì là bây giờ ở trên đấy một số các bạn yêu nước ở miền Nam này đã đến cái nghĩa trang gọi là cái nghĩa trang Nhân dân Bình An này, đến thì có những có ngôi mộ thì có thân nhân hiện nay người ta ở đây, thì người ta xây cũng rất là khang trang và đẹp đẽ. Còn những cái ngôi mộ là không có thân nhân thì nói chung là cũng chỉ gọi là những người quảng trang, người ta chỉ đắp như một cái ngôi mộ như ngôi mộ đất thôi. Mà tuy rằng là những ngôi mộ đó thì kinh phí làm ra chỉ là cỡ khoảng độ 1 triệu đồng một ngôi mộ thôi, thì nói chung là cũng tạm được rồi. Nhưng mà nói chung ở bên đấy chúng nó làm hết phong trào nọ phong trào kia, cũng quyên góp tiền để mà xây mộ cho những đồng đội của chúng nó. Nhưng mà cuối cùng chúng nó ăn bớt ăn xén, mà nói chung là chúng nó cũng có làm được một chút cái vòng tròn tròn cái trung tâm ấy. Chứ còn những ngôi mộ tất cả thứ thì hàng năm thì một số anh em yêu nước xuống thì quay, các bạn đã biết thì nói chung nó rất là hoang tàn. Vâng, qua đó mới thấy gọi là những gọi là cái xảo trá và cái sự xuyên tạc của bọn chống cộng cực đoan ở kia, mới gọi tắt là bọn ba que. Chúng cho nó thực tế là chúng nó chỉ lo cho bản thân chúng nó thôi, và chúng nó lừa tiền của bà con hải ngoại thôi, chứ còn thực tế chúng nó chả làm được cái gì cả. Và nói chung là chúng nó có làm một tí xíu thì chúng nó cũng phục vụ cho cái âm mưu để chống lại cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thôi. Còn phần lớn là chúng nó tiền chúng nó bỏ túi. Thì đấy là tôi chỉ nói sơ sơ qua về cái chuyện mà ngày mai ở cái dòng chú cứu thế 38 kỳ đồng thì bọn chúng nó có tổ chức một cái buổi lễ gọi là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà nói chung là tôi thấy là một số năm trước ấy, một số cái kẻ ngày xưa đã bị thương rồi, nhưng mà đến đấy nhiều một số kẻ mà coi như cũng mặc bộ quần áo mà gọi là cái quân phục của cái chế độ Ngụy Sài Gòn ngày xưa, nhưng mà khi mà những kẻ đấy ra khỏi cổng thì nói chung an ninh mình cũng mời về, mà không biết là giải quyết đến đâu, thì nói chung là tôi cũng không biết nữa. Mẹ cái thằng Nguyễn chó nó Thái Học này, chó chết mẹ tao sáng nằm ở cái nghĩa trang Lái Thiêu. Nhưng mà bây giờ những người dân Việt Nam, người ta có ấy đâu, người ta có cái hận thù tất cả các thứ đâu nhỉ? Cho nên ban quản trang người ta vẫn cứ giữ cái những cái bốn cái ngôi mộ đó, để cho như là ví dụ như để cho những người dân, ví dụ người ta cái hận thù cái gia đình Ngô Đình Diệm, người ta không vào, người ta phá phách cái ngôi mộ đó ra. Mẹ, đó là những cái gọi là cái tính ưu việt của cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Và ngay cả cái những người mà chúng mày gọi là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì hiện nay có như cuộc chiến
đã xong rồi. Bây giờ chỉ những người đấy thì những người, những chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và chính quyền Việt Nam coi những người đó như những người tàn tật, và mới hiện nay những người đó vẫn được hưởng cái mức lương như là mức lương của những người tàn tật bình thường. Người ta cũng coi, người ta trước kia cứ thôi gọi là coi bọn chúng là kẻ thù, nhưng bây giờ thì thôi, cái cuộc chiến qua rồi, cũng coi người đó là nhân dân, cho nên hàng tháng người ta vẫn được cái trợ cấp về cái thương tật. Mấy thằng chó chết này. Anh Trần Siêu ạ, cứ bảo em lốc nó vào ngày qua, chính như nguyên tắc phải được hai ngày nữa, hai ngày mới lốc lại được. Thôi kệ mẹ nữa, các anh mẹ ở dưới, các anh mẹ săn sóc hai thằng Cay Trần với thằng Nguyễn Thế Học. Tôi cũng nói về cái chuyện mà cái sự xuyên tạc của bọn mà gọi là bọn ba que, là chúng nó nói là hiện nay coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán chuẩn bị bán nước cho Tàu, và nói chung là hiện nay coi như là nước Việt Nam trở thành coi như là một tỉnh của cái đội ghi vào đây, mà tôi dựa vào số ý của chúng nó để tôi phản biện lại cái luận điệu của bọn nó. Xem như là cái đấy thì tôi sẽ một lát nữa thì từng một cái luận điệu một thì tôi sẽ phản biện lại cho nó, để cho các bạn và nhân dân, cả cho nhân dân ở cho đất nước Việt Nam chưa hiểu biết, và những cái bà con Việt kiều mà chưa hiểu biết ấy, biết được những cái âm mưu của chúng nó, để chúng nó tức cái âm mưu xuyên tạc của chúng nó đối với lại đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, và cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tức có thằng Nguyễn Nhân Ly ấy, nó nói là chóp bu Đảng Cộng sản Việt Nam đã lộ nguyên hình là kẻ bán nước cho Tàu Cộng, và kêu gọi coi như nhân dân cả nước đứng lên coi như là biểu tình để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, và thực hiện kể cả cái thực hiện kế hoạch ba sạch nữa. Vâng, cái ý đầu tiên ấy, thì nó nói là coi như là Việt Nam hiện nay coi như là cho những người cho Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Nguyên văn của nó nhá, 80 km đấy, tức là không cần visa. Thì bây giờ tôi nói cho các bạn này, ví dụ như mới năm vừa rồi á, tức là ở chúng nó nói 80 km là không đúng, tức là năm vừa rồi, cách đây cũng khoảng mấy tháng rồi mà cái chuyện này tôi đã phản biện cho chúng nó rồi, tức là Sở Du lịch Quảng Ninh kết hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh với đề xuất với lại Tổng cục Du lịch, tức hiện nay cho cái xe tự lái của Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam 180 km, tức là đi theo hành trình từ Móng Cái đi theo quốc lộ 18 vào đến chỗ mà cái trạm thu phí ở ngay Tuần Châu, tức là vào đến được Tuần Châu và tham quan Vịnh Hạ Long, cái xe tự lái của Trung Quốc. Thì nói chung là mình chỉ nói sơ sơ qua thôi, thì ví dụ mỗi lần đi bao nhiêu xe chẳng hạn, nó có một cái luật thế và đi theo một cái lộ trình. Thì trước đó thì là mình đã thực hiện là cho xe tự lái của Trung Quốc vào cái thành phố Móng Cái rồi, nhưng mà lần này thì nói chung là ở thành phố Móng Cái, thì như tất cả các bạn đều đã biết, thì là những địa điểm du lịch ấy, thì nói chung là không có nhiều, cho nên là bây giờ mình tận dụng cái vấn đề du lịch, cho nên mình cho cái xe tự lái của Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam theo cái lộ trình vừa nãy tôi nói, 180 cái số theo cái lộ trình. Nhưng mà tức là ở đây nó còn có nhiều cái ràng buộc lắm. Ví dụ công ty đây là cái tour du lịch 5 sao này, do những cái công ty du lịch uy tín người ta đảm nhiệm, và đi ví dụ mỗi ngày ví dụ cho tổng cộng là bao nhiêu đoàn vào, mà mỗi đoàn là maximum là mấy xe chẳng hạn. Mà mặt khác ví dụ những cái chuyện này mà chúng nó nói, mặt khác Trung Quốc còn cho coi như là những xe tự lái của Việt Nam vào sâu trong lãnh thổ Trung Quốc là 600 cây số, đi theo coi như lộ trình coi như Phòng Thành mà Móng Cái này, Nam Ninh, Quế Lâm đến tận Nam Ninh, tức là vào sâu trong lãnh thổ của người ta coi như là 600 cây số, cũng là sử dụng hộ chiếu thôi, chứ đi về ví dụ ở Trung Quốc thì vào Việt Nam đi về trong ngày được, nhưng Việt Nam và Trung Quốc thì 600 cây thì có phải 2-3 ngày cũng không cần visa. Nhưng mà nói chung là có những người quản lý đấy, là cái gọi là mình phản biện lại cái chuyện mà chúng nó bảo là cho Trung Quốc và là sâu trong lãnh thổ Việt Nam 80 cây số. Cái chuyện này là cái chuyện du lịch, nhưng mà ở Quảng Ninh ấy thì người ta mới gọi là tức xin được phép thử nghiệm cái tour này,
Tức là đến cuối năm 2018 này thì cái tour thủ thử nghiệm này kết thúc, nếu mà đạt được cái kết quả tốt thì mình triển khai một cách coi như là rộng rãi thôi. Nhưng vừa rồi 2-3 ngày đây ấy, thì ở Lạng Sơn cũng 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 áp dụng cái cũng xin Tổng cục Du lịch để cho thử nghiệm cái tour này, tức là vào sâu trong lãnh thổ của Việt Nam không biết bao nhiêu km, thì riêng ở Lạng Sơn tôi chỉ đọc sơ sơ qua thôi. Nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn, đây là những tour du lịch làm sao đấy, chứ còn không có liên quan đến cái chuyện mà bán nước bán non hoặc các cái gì cả. Nói chung là tôi nói tất cả các bạn, du lịch là một cái ngành gọi là không khói, nó mang lại cái lợi nhuận rất lớn cho một đất nước. Mình chỉ lấy một cái ví dụ tôi nói sơ sơ thôi, một ví dụ như này, năm ngoái chẳng hạn, ví dụ năm ngoái, ví dụ Nam Triều Tiên người ta tức là cho Mỹ lắp đặt một cái hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Nam Triều Tiên, nhưng mà hệ thống radar thì nó cũng vươn tới Trung Quốc, cho nên là Trung Quốc phản đối mà gây ra cái phản đối Nam Triều Tiên và Mỹ rất nhiều, cho nên gây ra một cái cuộc khủng hoảng chính trị nhỏ nhỏ giữa Nam Triều Tiên và Trung Quốc. Mà Trung Quốc chỉ có cấm các công ty lữ hành du lịch của Trung Quốc đưa khách mà theo đoàn ấy, đến Nam Triều Tiên để coi như Nam Triều Tiên thiệt hại cỡ khoảng 7 tỷ đô la. Do đó coi như là chính phủ Triều Tiên mới cử ngay một cái đoàn sang để mà thảo luận cái tình hình này với Trung Quốc. Đấy. Đấy, cho nên là ngay cả ví dụ đất nước Nam Triều Tiên, một đất nước giàu có như thế, cho nên là cái du lịch nó qua đó, thì tôi nói với tất cả các bạn đấy, du lịch nó rất là quan trọng. Vâng. Còn cái vấn đề nữa, đấy là thằng Nguyễn Nhân Lý nó nói là, tức là hiện nay là chúng nó nói là coi như là Việt Nam coi như cho tiền, tức là cho tiền nhân dân tệ của Trung Quốc lưu hành trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Cái chuyện này thì như tất cả các bạn đều đã biết là chúng nó xuyên tạc hoàn toàn. Cái tiền nhân dân tệ vừa rồi nhà nước cho lưu hành ở cái khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc thì nó tức là lưu hành ở mỗi khu vực biên giới thôi, chứ còn coi như là còn trong trong mà nước Việt Nam ấy, thì không cho cái lưu hành cái đồng tiền nhân dân tệ này. Nhưng mà thực tế tôi nói với tất cả các bạn ấy, thì cái chuyện này mình phải biết cái thực tế này. Ở Việt Nam nói chung là cái chuyện mà quản lý về tiền bạc ấy, thì về cái ngoại tiền bạc ở nước ngoài mà ví dụ tiêu ở trong lãnh thổ Việt Nam thì nó chưa được chặt. Đấy. Thì ví dụ là một số, ví dụ các bạn chẳng hạn bây giờ, ví dụ mà các bạn đi mua hàng mua hóa chẳng hạn, các bạn không có tiền Việt chẳng hạn, thì các bạn dùng coi như đô la, hoặc là dùng cái đô la của Mỹ hoặc đô la Singapore, hoặc thậm chí có khi Úc, có khả năng là các bạn vẫn cứ mua được hàng. Nhưng mà nói chung là những cái đó là phạm luật. Ví dụ công an hoặc chính quyền hoặc là một cái đơn vị chức năng, người ta ví dụ người ta bắt được chẳng hạn, thì nói chung là người ta phạt cái người mà người bán hàng ấy, mà sử dụng cái đồng mà ngoại tệ thì như thế là không đúng. Mà chỉ có coi như là ở những nơi mà ví dụ mình dùng ngoại tệ được, ví dụ như ở sân bay, khu vực sân bay, ở ngoài sân bay hoặc một số cái nơi mà có quy định là mình dùng ngoại tệ thì nói chung là còn được, còn những nơi kia đều là phạm pháp hết. Vâng, đấy là những cái luận điệu mà rất là xuyên tạc của chúng nó. Thì nói ở đây tất cả các bạn và nói chung là những người dân và những nhất là bà con Việt kiều đều phải biết những điều đó. Tôi nói với bạn Nguyễn Hoàng, tôi nhắc lần này là lần thứ tư rồi. Nghe chưa? Nếu mà bây giờ giả sử các bạn nói nữa thì đành tôi phải coi như là kết thúc chương trình ở đây thôi. Rằng Nguyễn Thái Học ấy, là các bạn ở đây săn sóc hộ tôi.